Sai lầm rồi. Xin chào quý anh chị nha. Hiện tại thì Tâm đang ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Chỗ này thì cách ngoài ủy ban xã Giang Điền chỉ có vài trăm mét thôi, vài trăm mét. Ở đây đang có 4 lô đất đang cần bán ra quý anh chị. Một lô đang xây nhà nè, một lô đang xây nhà. Anh em chuẩn bị xây nhà để bán nè. 100 mét vuông. 100 mét vuông sổ riêng thổ cư tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai nha. Bây giờ anh em mình đang chuẩn bị lên nhà để bán ra. Lên nhà này là một lô này là lên nhà, còn lại 3 lô nè chưa lên nhà. Bên đây nếu mà không bán được cũng lên nhà bán luôn. Đây vật liệu xây dựng kéo xuống hết rồi nha. Thì bên đây thì xây nhà nhưng mà còn 2-3 lô bên đây thì chưa xây nè. Thì quý anh chị nào mua thì có thể comment lên video hoặc là điện thoại cho Tâm. Ở đây là xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cách ủy ban xã ngoài kia chỉ vài trăm mét thôi. Đường nhựa ô tô vào tới đất, đường nhựa ô tô vào tới đất nha. 100 mét vuông sổ riêng thổ cư đấy. Anh em đang kéo đồ tới chuẩn bị xây nhà một lô đất tiếp bán đây. Hôm trước ở dưới kia là 3 căn rồi, 3 căn rồi. Chỗ Tâm Tư đứng thì thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai nhưng mà sát bên xã Giang Điền, ngoài đường quốc lộ vào trong khu du lịch Suối Tiên Hai á. Ở đây cách khu du lịch Suối Tiên Hai chỉ có khoảng 1,5 đến 2 km thôi. Thì đất nằm bên đường bên đây quay qua hướng Tây nha quý anh chị, đất là hướng Tây, 4 lô. Thì giá thì 950 triệu thương lượng nha quý anh chị. Một lô thì đang xây nhà rồi, còn lại 3 lô. Quý anh chị nào mà cần mua 3 lô đất này thì có thể comment lên video hoặc là điện thoại cho Tâm. Thì mình làm việc chính chủ nha quý anh chị, thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Ở đây thì khu dân cư đông đúc, cách khu du lịch Thác Giang Điền chỉ có khoảng 1,5 đến 2 km thôi. Cách khu công nghiệp thì chỉ tầm 2,5 đến chưa tới 3 km là tới khu công nghiệp Thác, khu công nghiệp Giang Điền rồi. Khu công nghiệp Giang Điền rồi. Đường này là đường nhựa vào tới đất nè. Ở đây là có nước máy, điện nước máy đầy đủ. Điện nước máy đầy đủ nha quý anh chị. Tâm thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị.